Không nên mua chó mèo dưới 2 triệu. Vậy với 3 triệu thì nên mua chó mèo cảnh ở đâu? Thường thì người mua hàng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khi muốn đóng về thú cưng. Nhìn chung, người mua sẽ cân nhắc giữa việc chọn mua trên các hội nhóm Facebook, nhà dân, nhà đẻ hoặc là các chợ trời và mua ở các pet shop. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu so sánh giữa hai sự lựa chọn này nhé. Video hôm nay được tổng hợp dựa trên cái nhìn khách quan, đặt lợi ích của khách hàng hàng đầu và không nhằm mục đích công kích, hạ bệ, dìm hàng bất kỳ cá nhân tổ chức nào. Trong video này, chúng ta sẽ so sánh về 8 vấn đề chính. Thứ nhất là mức độ thuần chủng, 2. Ngoại hình, vóc dáng, 3. Giá cả, 4. Rủi ro có thể gặp phải bao gồm lừa đảo, chó mèo lai, cận huyết, tật lỗi, không đúng sai, 5. Mức độ uy tín, 6. Chế độ bảo hành, 7. Chế độ hậu mãi, 8. Hợp đồng, giấy tờ đi kèm. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa việc chọn mua trên các hội nhóm Facebook, nhà dân, nhà đẻ, chợ trời và mua ở các pet shop. Thứ nhất là về mức độ thuần chủng, đa số khi mua trên các hội nhóm, nhà dân, Facebook thì đều không rõ nguồn gốc, còn khi mua ở các pet shop sẽ được cam kết 100% thuần chủng. Thứ hai là về ngoại hình, vóc dáng, khi mua trên Facebook, hội nhóm, nhà dân, nhà đẻ sẽ có ngoại hình ở mức phổ thông, còn khi mua ở các pet shop sẽ có ngoại hình từ mức phổ thông đến xuất sắc. Về giá cả, đây được coi là ưu điểm khi mua ở trên Facebook, nhà dân vì trên các nền tảng này sẽ có giá rẻ và đa dạng sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, rủi ro sẽ cao, có thể bị lừa đảo hoặc gặp phải chó lai, chó bệnh. Khi mua ở các pet shop, giá sẽ nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên rủi ro sẽ ít hơn rất nhiều. Về mức độ uy tín, khi mua ở các Facebook, hội nhóm, nhà dân, nhà đẻ sẽ khó kiểm chứng hơn so với khi mua ở các pet shop. Các bạn có thể kiểm chứng độ uy tín của pet shop qua website, fanpage, YouTube. Tiếp theo là chế độ bảo hành. Thường thì thời gian bảo hành ở nhà dân, Facebook sẽ không có hoặc ngắn ngày, thường là dưới 10 ngày. Còn khi mua ở các pet shop thì chế độ bảo hành sẽ rõ ràng, có thể lên tới 365 ngày. Chế độ hậu mãi cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Nếu bạn không quan trọng về vấn đề này thì có thể chọn mua ở nhà dân, nhà đẻ, Facebook hoặc các hội nhóm. Khi đó bạn sẽ nhận được ít sự hỗ trợ trong việc chăm sóc ốm bệnh từ người bán, cũng như không có voucher khuyến mãi từ các dịch vụ đi kèm như spa, phụ kiện. Còn nếu bạn là người mới nuôi hoặc quan tâm về các chế độ hậu mãi thì AZPet khuyên bạn nên lựa chọn mua các pet shop để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và xử lý khiếu nại nếu có, cũng như có thêm voucher giảm giá spa, phụ kiện khi mua từ bé thứ 2 trở lên. Cuối cùng là hợp đồng, giấy tờ đi kèm. Khi mua ở Facebook, hội nhóm, nhà dân thì 99% sẽ không có hợp đồng, giấy tờ. Nếu có thì thường sẽ viết tay. Còn khi mua các pet shop sẽ có hợp đồng, biên lai, giấy tờ rõ ràng. Sự lựa chọn nào cũng sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Bạn hãy lưu tâm tới những yếu tố đặc biệt quan trọng, lưu ý những rủi ro có thể gặp phải, từ đó ra quyết định cho chính mình nhé. Khuyến cáo, cần tìm hiểu thật kỹ về người bán. Tốt nhất là nên đến tận nơi để xem trực tiếp bé cún, không nên mua online. Trường hợp không thể đến tận nơi thì bạn nên gọi video trao đổi trực tiếp với người bán nhé. Vậy chỉ từ 3,5 triệu, khách hàng nhận được gì khi mua chó mèo tại AZPet? 100% thú cưng thuần chủng, không lai tạp, không cận huyết, an tâm về nguồn gốc gen giống. AZPet là đơn vị duy nhất sở hữu hệ thống hơn 100 trại nhân giống trực thuộc VKA. Chế độ bảo hành toàn diện nhất Việt Nam, lên tới 365 ngày, đầy đủ hợp đồng mua bán, cam kết bảo hành, sổ tiêm, cam kết đồng hành cùng thú cưng và khách hàng trọn đời. Đặc biệt, AZPet có đội ngũ nhân viên trách nhiệm hơn mức kỳ vọng. Hơn 25.000 khách hàng đã chọn và tin tưởng AZPet. Hãy để AZPet trở thành người đồng hành của bạn và thú cưng trong chặng đường sắp tới nhé. Thú cưng là thực thể sống nên khó tránh khỏi hoàn toàn những rủi ro. Tuy nhiên, AZPet cam kết rủi ro ở mức thấp nhất. Các bé vẫn có thể bị ốm bệnh do thay đổi môi trường sống hoặc do cách chăm nuôi chưa đúng cách. Nhưng chắc chắn khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn, chăm sóc tận tâm và bảo hành đầy đủ. Hy vọng những thông tin mình vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chọn mua chó mèo cảnh ở đâu. Việc tìm hiểu kỹ trước khi mua sẽ giúp phòng tránh những rủi ro và rắc rối không đáng có, cũng như giúp quá trình nuôi dưỡng thú cưng của bạn dễ dàng và thoải mái hơn. Chúc các bạn tìm được một địa chỉ mua uy tín, đáng tin cậy, cũng như mua được một bé thú cưng thuần chủng ưng ý. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhớ like, share, subscribe và nhấn chuông để nhận mọi thông báo về video mới nhất của AZPet nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.